cùng mình khám phá xưởng sản xuất lạp xưởng Lương Chăn ở Sóc Trăng, xem bên trong có gì nào, hãy cùng mình khám phá. Sau khi xấy xong thì thành phẩm nó sẽ là như vậy nè, rất là hấp dẫn luôn. Địa chỉ nằm ở 467 quốc lộ 1A, An Trạch, An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Cùng mình vào trong xem khu vực chế biến như thế nào nha. Thì mình thấy ở đây có rất là nhiều máy móc tân tiến hiện đại để phục vụ cho nhu cầu sản xuất với số lượng lớn như thế này. Sau khi hoàn tất hết khâu chế biến thì mình sẽ gửi lại sạch sẽ và máng lên như vậy. Tiếp theo đó sẽ đem đi sấy trong 5 ngày thì mới được thành phẩm nha. Ta-da, 5 ngày sau sẽ được như thế này đây. Wow. Sau khi sấy xong thì thành phẩm nó sẽ là như vậy nè, rất là hấp dẫn luôn. Yes. Về màu sắc thì mình thấy trông cực kỳ bắt mắt và rất là thơm luôn nha. Đây là khu hành phẩm khá là rộng lớn luôn đó. Cùng mình đi tham quan khu hành phẩm nha. Vẫn là những máy móc tân tiến nhất để cho ra sản phẩm chất lượng nhất. Bao bì đóng gói thì chỉnh chu và rất là đẹp luôn nè. Và mình thấy thì sẽ có một số sản phẩm được hút chân không để bảo quản tốt hơn. Đối với là xưởng tươi thì cho vào túi như thế này và hàng lại thì mình thấy cũng khá là tiện lợi. Sau đó thì cho vào thùng giấy và đóng gói kỹ càng thêm một lần nữa để tiện vận chuyển xa đến các đại lý và xỉ lẻ. Còn đây là sản phẩm bán chạy nhất tại đây thì được hút chân không kỹ càng và cho vào hộp rất là đẹp luôn nha. Những sản phẩm này dùng để tặng vào những dịp lễ Tết thì mình thấy cũng khá là hay. Đầu tiên là lạp xưởng hoa mai đỏ mỗi hộp 500g, hai hộp 180.000, được tặng thêm hai quỹ lạp xưởng quá là đã. Lạp xưởng truyền thống thì một túi 1kg 145.000, được tặng thêm một cây bánh bía 100g. Lạp xưởng heo xé dẻo một túi 500g, hai túi 160.000 thì vẫn được tặng một cây bánh bía như vậy. Ngoài ra còn rất là nhiều sản phẩm lạp xưởng khác và có cả bánh phồng tôm thì cũng được nhiều khuyến mãi và tặng phẩm khác nữa, đặc biệt là sẽ có thêm nhiều ưu đãi cho bạn nào làm đại lý. Và đây là sản phẩm bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại thì mình thấy rất là hợp khẩu vị với mình. Bao bì thì được đóng gói kỹ càng chỉnh chu và mình thấy rất là đẹp, khá là thích hợp để làm quà tặng. Còn bạn nào đã dùng sản phẩm này rồi thì cho mình xin ý kiến, hoặc chưa dùng thì có thể nhấp vào bên trái màn hình để mua sản phẩm nè.